đây là tòa S103 này, bon này, 2403 này. À, đây là tòa S103, là chú vào đây chú đón một bạn và mẹ của bạn. Đây. Đấy. À, đây là chị, đây là mẹ và chị. Con ngồi đấy à? Chị bên đầu đi ạ. Chị về chỗ mầm non Red Bean này, chỗ cầu tốt. Bên đấy có điện rồi chị? Chưa có điện. Em đón con về. Vâng. Vâng. Em tưởng có điện rồi nên mọi người đi ra. Em đi thôi, có yên nhé. Nhưng mà không biết là vận chuyển từ bên nào. Bây giờ đang đưa các con sang cơ sở vốn. Vâng. Alo, nó về. Đúng rồi, nó về. Ok, happy con tự cơ. Bây giờ đưa về. Con đang nắm vào đây. Bạn qua đây mình đứng đây mình ngồi đây mình chờ bạn một tí nhá, bạn đang xuống. Bạn ở trong tòa S201 này, bạn đang xuống này, bạn đi xe buýt đấy. Xe buýt điện. Xe buýt điện, túc túc. Wow. Nắng nhỉ? Bạn muốn ngồi ghế á? Hơn bạn vẫn thực kệ. Nhưng mà lát nữa có một bạn ấy xuống, bạn ấy ngồi nữa. Cái này bạn ấy ngồi thì bạn mất bây giờ cứ ngồi lên đùi bố đi. À, để chỗ cho bạn ấy ngồi. Nếu mà xe điện đi nhanh mà phanh ấy, mà còn dễ bị ngã. Là bạn bon ngồi lên đùi bố. Anh ra.
rồi, cái tờ giấy in ra khi nào đây là vòng xuyến đây con này. Sang đường Lê Trọng Tấn thì trong từ giờ đến 29/12 thì sắp xếp. Đúng rồi, đường đó chưa làm xong. Không, thì bây giờ mình sẽ sắp xếp các điểm này, các phải làm đá rồi. Cái đám đấy để trước đi. Thì có thể đăng ký trên online đăng ký gần lịch, nhưng mà nó bắt cập cẩn thận nha, không là gió bay mũ của con này. Nó lại là cái đường dây của bác tàu này. Không, hết hạn đúng không? Nhưng mà bởi vì nó tránh ùn tắc các xe khác, bởi vì ai cũng đến tháng 6 hết hạn thì nó sẽ ùn, nên là người ta sẽ sắp xếp cho mình đi xe mềm đến ngày 29/12, được gia hạn thêm 6 tháng. Có xe thì được gia hạn thêm 5 tháng. Gia hạn đăng kiểm. Đi đây là gió mát hết. Khi mà mình đi đổ xe, ví dụ công an người ta có hỏi gì, bảo là xe tôi đây này, đã được gia hạn đăng kiểm rồi, thêm 6 tháng nữa rồi. Con đang đi đón con, trường nó mất điện.